Nhan sắc thời Ngố Tàu của năm Mỹ Nhân là người tình Cường Đô La. Nhan sắc thời Ngố Tàu của năm Mỹ Nhân là người tình Cường Đô La khiến nhiều người phải á ố khi nhìn lại. Yến Trang có thời gian bị cho là dựa hơi để nổi tiếng khi tiết lộ từng là người tình của Cường Đô La. Từ xưa Yến Trang đã sở hữu nhan sắc rất sắc sảo. Yến Trang được khen ngày càng sắc sảo quyến rũ hơn và nhan sắc hiện tại của cô rõ ràng hơn hẳn khi xưa. Cái thuở còn là người yêu của Cường Đô La, Tăng Thanh Hà đen đố và không đẹp như bây giờ. Nhan sắc hiện tại của Ngọc Nữ màn ảnh Việt khiến ai cũng phải suýt xoa, dù đã là mẹ hai con. Trong số người tình của Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà có vị trí quan trọng nhất. Cô là vợ và có một cậu con chung với chàng doanh nhân Phố Núi, dù hai người không làm đám cưới. Tuy vậy, hiện cả hai đã ly hôn. Trong ảnh Hồ Ngọc Hà, năm 2002 khi còn là người mẫu. Nhan sắc khi xưa của Hồ Ngọc Hà chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lai, chứ chưa quyến rũ sắc sảo như bây giờ. Hồ Ngọc Hà của hiện tại luôn toát lên vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng, sang chảnh và xanh điệu. Bà mẹ một con được khen là nhuận sắc hơn khi đang hạnh phúc với mối tình cùng chàng diễn viên đẹp trai Kiên Lý. Hạ Vi lúc chưa nổi tiếng nhan sắc cũng bình thường, không có gì nổi bật. Sau khi chia tay Cường Đô La, Hạ Vi đã lấy lại được phong độ và mới đây rộ nghi vấn cô hẹn hò với hot boy Huỳnh Anh. Tuy nhiên, những hình ảnh thân mật của cặp đôi thực tế là trong quá trình hợp tác thực hiện MV cho ca sĩ Đăng Khôi. Đàm Thu Trang khi mới bước vào nghề người mẫu vẫn giữ nguyên vẻ chân chất, nước da bánh mật. Giờ thì cô gái dân tộc Tây đã khác, xanh điệu, trắng trẻo và thon thả hơn xưa. Cô người mẫu sinh năm 1989 đang trở thành tâm điểm chú ý khi dính nghi vấn tin đồn tình ái với Cường Đô La. Những sao nam Việt điêu đứng vì bị nghi lộ ảnh nóng, không ít sao nam đã gây ồn ào dư luận vì ảnh nhạy cảm. Mặc dù chưa có ai ảnh hưởng sự nghiệp vì scandal này, nhưng cũng làm mất hình ảnh lớn trong mắt công chúng. Hữu Vi, Hồ Vĩnh Khoa, Lê Trung Cương là những sao nam từng vướng phải ồn ào lộ ảnh nóng. Có thể nói ngoài scandal phát ngôn tình ái, thì ảnh nhạy cảm của sao Việt luôn là một trong những vấn đề nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ tới chặng đường hoạt động nghệ thuật. Dẫu cho làng giải trí Việt Nam chưa có trường hợp nào mất cả sự nghiệp vì lộ ảnh nóng, nhưng hình tượng mà họ dày công xây dựng với công chúng cũng bị giảm sút đi rất nhiều. Hồ Vĩnh Khoa được công chúng biết đến nhiều từ sau vai diễn đồng tính trong bộ phim Hot Boy nổi loạn, nhờ gương mặt nam tính, ngoại hình săn chắc. Tuy nhiên, sau vai diễn anh chàng thật thà trong sáng trong phim của Vũ Ngọc Đản, Hồ Vĩnh Khoa bắt đầu thể hiện sở thích khoe thân lên trang cá nhân. Sẽ không ngoa khi khẳng định rằng anh là sao nam thường xuyên lộ ảnh nóng nhất showbiz Việt. Đến nay, vẫn chưa ai biết rõ những hình ảnh nóng xuất hiện trên trang cá nhân của Hồ Vĩnh Khoa là vô tình, cố ý hay bị hại. Nhưng dư luận đã có cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho anh. Trưa ngày 5 tháng 5 2016, nhiều cư dân mạng từng hoảng hốt khi gặp hình ảnh Hồ Vĩnh Khoa đứng chụp hình trước gương trong tình trạng lõa thể. Dù hình ảnh đã bị chủ nhân gỡ khỏi trang cá nhân, nhưng cư dân mạng vẫn kịp chụp lại và lan truyền chóng mặt. Tiếp sau đó, rất nhiều lần Hồ Vĩnh Khoa lộ bộ phận nhạy cảm và cả clip nóng khiến công chúng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bức ảnh này đã che đi phần nhạy cảm được đăng tải lên trang cá nhân của Hồ Vĩnh Khoa trưa ngày 5 tháng 5, 2016 và bị xóa bỏ ngay sau đó không lâu. Không khó có thể tìm thấy những hình ảnh khoe thân trần trụi như thế này trên trang cá nhân của Hồ Vĩnh Khoa. Hữu Vi từng là nam vương khiến nhiều fan nữ điêu đứng bởi vẻ điển trai khó cưỡng. Thế nhưng hồi tháng 8, 2017, Hữu Vi gây xôn xao khi công khai đăng tải hình ảnh tay của nhân vật bí ẩn đang có hành động đụng chạm vòng một của một cô gái. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Hữu Vi đăng tải những hình ảnh phản cảm lên trang cá nhân. Tuy nhiên, độ táo bạo của bức hình này khiến nhiều khán giả phải choáng váng. Được biết, tài khoản cá nhân của Hữu Vi để chế độ riêng tư, chỉ bạn bè mới theo dõi được, nên anh khá thoải mái đăng tải hình ảnh nhạy cảm. Bức ảnh đụng chạm vòng 1 của phụ nữ được đăng tải trên phần story trên trang cá nhân Instagram của Hữu Vi khiến công chúng dậy sóng. Trước đó, Hữu Vi và tình cũ Vũ Ngọc Anh từng đăng tải hình ảnh giường chiếu lên trang cá nhân, gây xôn xao dư luận. Mới đây, một tài khoản được cho là Hữu Vi cũng đăng tải hàng loạt ảnh nhạy cảm mới làm cư dân mạng tiếp tục giật mình. Ngay sau đó, nhiều khán giả đã lên tiếng đính chính, đây là tài khoản giả mạo. Lê Trung Cương, tháng 1, 2015, một tài khoản mạng xã hội đăng tải một hình ảnh nhạy cảm bị nghi của siêu mẫu Lê Trung Cương với tư thế tạo dáng đứng và trong tình trạng không mảnh vải che thân. Bức hình này mong chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Khi liên lạc với Lê Trung Cương, nam siêu mẫu lại trả lời khá lấp lửng rằng tôi không bình luận về việc này. Bức ảnh đã che đi phần nhạy cảm được cư dân mạng khẳng định đó chính là siêu mẫu Lê Trung Cương. Lê Trung Cương từng đoạt giải ba cuộc thi và được chú ý bởi gương mặt cá tính hình thể đẹp. Anh cũng là một trong những người mẫu nam nổi tiếng với những hình ảnh nuôi nghệ thuật táo bạo. Ngoài vai trò người mẫu, Lê Trung Cương còn được chú ý bởi giọng hát tốt khi từng tham gia cuộc thi Cặp đôi Hoàn hảo 2013. Trên trang cá nhân, Lê Trung Cương cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe body săn chắc, thu hút sự chú ý của dư luận. Bức ảnh từng làm dậy sóng cộng đồng mạng được cho là của Lê Trung Cương. Nam siêu mẫu cũng là người rất thích khoe thân trên mạng xã hội. Rocker Nguyễn, tháng 5 2017, cư dân mạng liên tục chia sẻ những bức hình được cho là ảnh nóng của Rocker Nguyễn. Thậm chí có nhiều tin đồn cho rằng nam ca sĩ có cả clip chat nhạy cảm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thông tin này mau chóng được phía Rocker Nguyễn và người hâm mộ của anh đính chính. Theo đó, những hình ảnh bị phát tán trên mạng xã hội không phải Rocker Nguyễn, mà có người cố tình chỉnh sửa và cho rằng đó chính là giọng ca quá khứ còn lại gì. Bởi theo quan sát trên trang cá nhân, Rocker Nguyễn sở hữu thân hình mình dây cơ bắp không săn chắc cuồn cuộn được như trong hình ảnh lan truyền trên mạng. Thậm chí, nhiều fan còn phát hiện ra ở ngực nam ca sĩ còn có một vết bớt nhỏ. Những bức ảnh được cho là Rocker Nguyễn được phát tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên sau đó, người hâm mộ của nam ca sĩ đã đính chính, anh không hề có cơ bụng 6 múi như bức hình lan truyền trên mạng xã hội. Những hình ảnh không đẹp trước công chúng của Sao Việt khi say xỉn. Trang Trần, Trường Danh, Danh Bi là những cái tên trong giới showbiz Việt đã có những màn đôi co, tranh cãi khi say xỉn. Trường Giang, tối ngày 18 tháng 9 trên mạng xã hội, lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh Trường Giang đứng tranh cãi dưới mưa về vụ va chạm giao thông trong đêm giữa xe của anh và một chiếc xe hợp khác. Những hình ảnh đôi co của Trường Giang cắt từ clip. Từ trước đến nay, anh luôn được biết đến là một người kiệm lời trong showbiz Việt. Nhưng trong đoạn clip được đăng tải, chàng hề xứ quảng có thái độ khó chịu, liên tục lớn tiếng với chủ nhân đoạn ghi hình vì bị nghi ngờ say xỉn khi đang điều khiển phương tiện giao thông, dẫn đến tai nạn. Phản ứng của Trường Giang khi va chạm giao thông trong clip có phần khá nóng nảy và mất bình tĩnh khi anh liên tục bị người quay clip cho rằng đang trong tình trạng say xỉn. Cũng theo hình ảnh ghi lại, hiện trường vụ tai nạn lúc đó đã có sự can thiệp của lực lượng cảnh sát. Trang Trần không chỉ nổi tiếng là người thẳng tính, có nhiều phát ngôn sốc khiến nhiều người kiêng dè trong giới showbiz. Cô cũng từng gây xôn xao dư luận khi cãi vã cảnh sát giao thông trong tình trạng say xỉn vào năm 2015. Cụ thể, Trang Trần cùng một người bạn đi taxi từ phố Ngô Văn Sở về khách sạn. Khi đến phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, tài xế đi vào đường ngược chiều nên bị công an phường Hàng Buồm dừng xe, kiểm tra giấy tờ. Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế về trụ sở công an làm việc. Trang Trần đã phản ứng và xảy ra tranh cãi. Cô tỏ thái độ bất hợp pháp, coi thường và có lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ. Khi về trụ sở công an phường Hàng Buồm, người mẫu tiếp tục chửi cảnh sát bằng những lời tục tĩu. Hành vi này đã được ghi lại trong clip dài hơn một phút. Trang Trần đã viết kiểm điểm xin lỗi lực lượng chức năng, người hâm mộ. Cô bị xử phạt về hành vi chống người thi hành công vụ, tuyên phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo. Nữ người mẫu sinh năm 1986 đã khóc, thừa nhận do uống nhiều rượu nên đã lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Danh Bi cũng từng là mất hình tượng trong mắt khán giả khi có những lời lẽ văn tục trước tổ công tác đặc biệt 141, chốt trên phố Trần Xuân Soạn, Hà Nội vào năm 2014. Ở sự việc trên, trong số những người bị kiểm tra và giữ xe có nam thanh viên mang tên Tô Minh Vũ, ca sĩ Danh Bi. Do bị giữ xe nên nam ca sĩ đã tỏ ra khá bức xúc và liên tục có những lời lẽ khó nghe, thậm chí là văn tục, thách thức đến các lực lượng chức năng. Đó không phải lần đầu tiên Danh Bi khiến nhiều người thất vọng bởi cách hành xử thiếu suy nghĩ, bất lịch sự của mình. Trước đó vào khoảng tháng 4, 2012, anh cũng đã từng bị lực lượng 141 bắt vì không đội mũ bảo hiểm. Những hành động khiếm nhã không tự chủ của chàng ca sĩ trẻ đã lập tức bị ghi hình và đăng lên mạng xã hội. Rapper Mr. T, chàng rapper trẻ tuổi cũng từng bị ghi lại những hình ảnh to tiếng với lực lượng chức năng khi họ thực hiện nhiệm vụ. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền lên mạng xã hội. Phần đông khán giả đã phản đối và chỉ trích về thái độ của anh chàng rapper. Mr. T tranh cãi cảnh sát giao thông về việc bị thu giữ xe. Vào năm 2013, trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Hai Bà Trưng, Hàng Bài, công an Hà Nội thấy một đôi nam nữ đang đi giữa đường Hàng Bài.
người điều khiển chiếc xe máy chính là ca sĩ Tăng Quốc Anh hay Mr. T, mặt đỏ và xe không có gương chiếu hậu, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Trong quá trình kiểm tra, Mr. T không xuất trình được giấy tờ, nên bị lực lượng chức năng quyết định tạm giữ xe 10 ngày. Anh vi phạm các lỗi như xe không gương chiếu hậu, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, không mang theo giấy tờ xe. Chàng rapper trẻ tuổi đã rất bức xúc và vặn lại cán bộ tổ công tác, thậm chí có nhiều lần anh chàng không giữ được bình tĩnh và trở nên to tiếng gay gắt với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau sự việc này, Mr. T đã về nhà và trút bực dọc lên trang cá nhân bằng một status chửi xéo cảnh sát giao thông. Dòng trạng thái này nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng với rất nhiều lời bình luận trái chiều.